Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ mùa nham trám Hà Châu mà về. Thưa quý vị, đây là hai câu thơ mà những người con của mảnh đất Phú Bình Thái Nguyên nhắc nhở những người con của quê hương về một món ăn truyền thống của quê hương mình, đó chính là món trám đen. Không chỉ nổi tiếng với cây trà, Thái Nguyên còn được biết đến với rất nhiều món ăn dân dã, đậm hương vị đặc trưng, trong đó có nham trám làm từ quả trám đen ở xã Hà Châu, huyện Phú Bình. Vâng ạ, tôi cũng được biết rằng là cây trám đen thì được trồng chủ yếu ở Hà Châu từ hàng trăm năm trước thuộc nhóm cây thân gỗ ra hoa vào tháng 2, quả chín và cho thu hoạch từ tháng 7 cho tới tháng 9 âm lịch hàng năm. Do hợp thổ nhưỡng nên là quả chám trồng ở Hà Châu rất đặc biệt, bùi, thơm, chặt thịt hơn hẳn chám được trồng các địa phương khác. Bởi thế mà chám đen đã trở thành đặc sản của mảnh đất này. Và để bảo tồn cũng như là phát huy các giá trị có loại quả đặc sản này, huyện Phú Bình và người dân địa phương đã chú trọng mở rộng diện tích, chế biến quả chám đen thành những sản phẩm ô cớp, từ đó nâng tầm giá trị nông sản của địa phương nơi đây. Những ngày đầu năm 2024, trên mảnh đất vườn tạp ở hai xã Nga Mi và Hà Châu của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hộ dân đã được hỗ trợ trồng mới cây chám đen thay thế những cây lâu năm hiệu quả thấp. Người dân phấn khởi khi giờ đây, việc nhân giống mở rộng loại cây này dễ dàng hơn rất nhiều bởi ứng dụng khoa học kỹ thuật và cây giống được nhà nước hỗ trợ. Chám của Hà Châu Nga Mi, giá trị từ trước bây giờ là chưa lúc nào cái giá cả nó bị thất thu cả, đều có giá trị cao. Đặc biệt là đến bây giờ cái dự án khoa học thì lại ghép chám lại rất nhanh thu hoạch và lại năng suất. Nhưng cái này như vậy cũng rồi thấy là đưa về như vậy bà con dân ta lại rất hiệu quả. Cây chám đen ghép được hỗ trợ trồng đợt này dự kiến sẽ cho thu hoạch sau 3 đến 4 năm trồng, nhanh hơn cây chám trồng bằng hạt khoảng 6 năm, tỷ lệ ra quả cũng cao hơn. Ngoài ra cây chám ghép không phân tán rộng bằng cây chám trồng bằng hạt, nên việc thu hoạch quả sẽ thuận lợi hơn. Đối với cái sản phẩm chủ lực của địa phương thì, huyện cũng xác định là sẽ đầu tư trọng tâm trọng điểm và phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa không những là đem lại cái hiệu quả phát triển kinh tế cho bà con mà đó là sản phẩm đặc trưng và tiêu biểu của huyện thế thì trong cái quá trình thực hiện dự án thì sẽ phát triển cái diện tích chám hiện có của địa phương tăng thêm diện tích và tăng thêm chất lượng cũng như là quá trình chế biến sâu đặc biệt thì trong cái dự án thì chúng tôi đã tham mưu để mà cấp cái nhãn hiệu tập thể chám đen. Thế thì là bổ sung vào cái nhãn hiệu tập thể của địa phương. Ngoài việc gìn giữ phát triển loại cây bản địa đặc sắc, nâng cao thu nhập cho nông dân, chương trình cũng góp phần tạo ra sản phẩm tốt, chất lượng cho người dân địa phương, nâng cao giá trị cho nông sản vùng miền. Đây là hoạt động nằm trong dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng mới, cải tạo, chế biến, bảo quản chám đen theo hướng hàng hóa và xây dựng nhãn hiệu tập thể chám đen Phú Bình chúng tôi còn à, xây dựng thêm à, cái nhãn hiệu tập thể cho huyện Phú Bình để đưa các cái hàng hóa là sản phẩm của à, cây chám đen này sẽ có nhiều loại hàng hóa ra thị trường và không chỉ những thị trường ở trong nước cũng như thị trường quốc tế nên cần phải có cái nhãn hiệu tập thể cũng như các cái mã số mã vạch và đảm bảo cái chất lượng cũng như là truy xuất nguồn gốc. Để nâng cao hơn nữa giá trị của quả chám đen, huyện Phú Bình đang phấn đấu mở rộng diện tích đến năm 2025 đạt trên 400 ha, đưa cây chám thành cây chủ lực, cây làm giàu cho người dân địa phương. Xác định đây là cây trồng chủ lực, xã Hà Châu đã xây dựng nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị của cây chám đen, ra soát những diện tích có thể trồng nhân rộng cây chám, xây dựng sản phẩm ô cốp từ quả chám đen là chám muối và chám tươi hút chân không. Đây cũng là một trong 7 sản phẩm ô cốp mới mà huyện Phú Bình tập trung xây dựng và phát triển bao gồm cơm cháy, chám đen muối, nham chám, dầu mè, dầu đậu nành. Đây đều là các sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chất lượng cao. thưa quý vị nói đến du lịch miền núi phía bắc thì chắc hẳn các tín đồ du lịch sẽ không thể không nhắc đến nào. Tà Xua, nổi tiếng với biệt danh là Thiên Đường Mây. Tà Xua, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La, là địa điểm mà những tín đồ đam mê du lịch đều mơ ước một lần được đặt chân đến thưa quý vị. Vâng, đỉnh Tà Xùa thuộc xã Bản Công của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, có độ cao là gần 3000 m so với mực nước biển. Và đây là ngọn núi danh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Vài năm trở lại đây, Tà Xùa đã trở thành điểm đến lý tưởng của người dân, đặc biệt là những người đam mê leo núi, thích săn mây và ngắm hoa đỗ quyên. Tà Xua cũng sở hữu đoạn sống lưng khủng long, rất độc đáo áo dài và đẹp nữa mà lại một cảm giác mạnh ạ ngoài ra thì khu rừng cổ thụ ở phủ rêu trên đỉnh tà xùa cũng mang đến một vẻ đẹp rất là ma mị có một không hài ở việt nam đó ạ vâng và theo chia sẻ của các tín đồ yêu thích du lịch trải nghiệm thì tháng 3 là thời điểm thích hợp để leo lên tà xùa vì thời tiết thuận lợi nè một ngày có thể trải qua nhiều hình thái thời tiết sương mù mưa nắng gió biển mây đây cũng là thời điểm hoa đổ quyên táo mèo bắt đầu bùng nở trong tiểu mục đường về nhà ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với tà xùa để ngắm khung cảnh hết sức hùng vĩ nhưng cũng rất đổi nên thơ của địa Và để xem là thời tiết có ủng hộ cho mọi kế hoạch đi du lịch của chúng ta hay không Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây nha Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo cơ quan ký tượng dự báo, khoảng đêm ngày 18 tháng 3, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh có cường độ trung bình. Từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 3, có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời chuyển rét, Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, trong những ngày tới sẽ có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác, chưa chiều trời nắng, và từ khoảng ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 có nơi có nắng nóng. Từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm và sáng trời lạnh. Đối với phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ C và vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 24 độ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội giảm từ 5 cho đến 6 độ C và cụ thể vào ngày 19 tháng 3, nhiệt độ tại thủ đô từ 20 cho đến 22 độ C, giảm 6 độ C so với ngày 18 tháng 3. Còn sang những ngày tiếp theo, nền nhiệt sẽ duy trì khoảng từ 19 đến 21 độ C. Xuôi xuống khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết sẽ có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ sẽ dao động từ 20 cho đến 27 độ C và phía Nam sẽ từ 27 cho đến 30 độ C. Xuôi xuống Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 32 độ C. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 19 cho đến 21 độ C và cao nhất sẽ từ 33 cho đến 37 độ C. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, nắng nóng trên diện rộng sẽ dao động từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết trên biển ngày hôm nay, khu vực biển Đông có mưa ở vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc có gió đông bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 m. Vịnh Bắc Bộ có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4 và sóng biển cao từ 0,5 cho đến 1,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang sẽ có mưa ở vài nơi và gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 cho đến 1 m. Các vùng biển khác không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Thưa quý vị, bệnh ký sinh trùng nói chung và bệnh trùng mỏ neo nói riêng là bệnh thường gặp trên các loại cá nuôi như là cá chấm, cá chép, cá trôi, cá rô phi và các loại cá cảnh. Việc phòng trị bệnh trùng mỏ neo, trùng bánh xe, ký sinh trùng làm cho đàn cá nuôi khỏe mạnh và mau lớn. Cá mới bị cảm nhiễm ký sinh trùng lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu và biểu hiện là cá bơi lội không bình thường, khả năng bắt mồi giảm dần, cá hay lao lên mặt nước do bị trùng mỏ neo cắn. Và để phòng trị bệnh bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần giữ sạch nước ao và không dùng nguồn nước ở các ao cá bệnh đưa vào ao nuôi cá vì trong các ao đó thì có nhiều ấu trùng Napleus và Metanapleus sống tự do. Dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng là từ 0,2 cho đến 0,3 kg trên mét khối nước để diệt ấu trùng Lenia. Chỉ bệnh dùng thuốc tím với nồng độ là từ 10 cho đến 12 ppm, tắm từ 1 cho đến 2 giờ và ở nhiệt độ từ 20 cho đến 30 độ C. Do một số loài cá có khả năng miễn dịch với từng loại Lenia, bởi vì một số loài Lenia thì có đặc tính là chọn lọc ký chủ cao, do đó mà chúng ta có thể thay đổi đối tượng cá nuôi, trùng không tìm được, ký chủ thì sẽ không phát triển. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.